Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam. Ngày hôm nay Thành sẽ trả lời câu hỏi của một bạn. Bạn ấy hỏi trên kênh YouTube của Hội Điện Việt Nam. Trước tiên thì Thành xin chúc mọi người một ngày mới làm việc an toàn, hiệu quả và gặp nhiều may mắn. Mọi người nhớ là tuân thủ theo quy tắc phòng chống dịch cũng như là các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19. Mình xin phép trả lời câu hỏi của một bạn. Bạn ấy hỏi trên kênh YouTube của Hội Điện Việt Nam. Đây. Thì tối qua thì mình có đăng một cái video đó là trả lời câu hỏi của một bạn về câu hỏi về CT và TI. Đấy, bạn ấy hỏi là anh ơi phân biệt giúp em CT và TI như thế nào. Tôi làm video mình trả lời cho bạn ấy rồi. Đây video đây. Thì ở dưới hôm nay ở dưới đây thì có bạn Trường Vũ bạn hỏi là anh cho em hỏi DS2S nghĩa là gì ạ? Thì bạn Trường Vũ thân mến, mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn như sau. Đây, DS gạch. Có phải là bạn thấy cái ký hiệu này ở trong bản vẽ đúng không? Mình xin phép giải thích cho bạn như sau. Đầu tiên là DS này. Thì nó viết tắt của từ Disconnect Switch Disconnect Đấy. Thế còn từ ES nó viết tắt của từ earth squid. Disconnect switch tức là giao cách ly, còn ES switch tức là giao tiếp địa. Thì vậy là cái ký hiệu này này, ký hiệu này là nó cho thấy rằng là ký hiệu này cho thấy rằng là con giao cách ly này có tiếp địa hai phía nha mọi người nha. Giao cách ly có tiếp địa hai phía. Giao cách ly. Giao cách ly. Còn cái này là giao tiếp địa. Đấy. DS2S tức là giao cách ly có tiếp địa về hai má tiếp địa. Đó là câu trả lời của mình. Và bây giờ thì mọi người xem là có bổ sung gì thì mọi người thì comment phần bình luận bên dưới video nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và nếu mọi người cảm thấy chia sẻ của mình bổ ích thì đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Hội Điện Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người, video này sẽ hướng dẫn mọi người cách tìm kiếm kênh YouTube của Điện Việt Nam. Chúng ta có thể tìm kiếm trên Google hoặc trên YouTube. Chúng ta chỉ cần gõ từ khóa là Điện Việt Nam, ấn Enter và tìm đến kênh YouTube của Điện Việt Nam. Ấn đăng ký và nhớ là ấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và sớm nhất từ Điện Việt Nam nha.